đắt mà. Chốt ngày em đắt này chỉ lấy thuốc về nhà. Làm để việc quay tất nhiên này. Cho đây cho. Thường nó mở hỏng, dễ hỏng luôn. Cho cả cơ hồn. Có máy ảnh không thích? Phải không? Có máy ảnh là trong túi thôi. Không dạ. Tôi cả mang thôi. Bây giờ anh ăn thừa chưa? Quý Điệp à? Điệp nó chọc vào đấy. Điệp nó chọc vào đấy. Thôi thì sao ngồi trên này? Ờ, ngồi đi. Ngồi cạnh anh đi. Nào, hai bà tôi chụp cho hai bà. Hai bà kiểu đứng ra. Ông ơi, đứng cây hoa hồng này đẹp này. Bà lùn. Anh chị sửa soạn đi nhé. Nào anh chị cười tươi cho nào. Xong chưa? Em chụp nhé. Xong. Nhưng mà hơi hơi mất chân để bị em căn. Chẳng cần. Không phải là con. Anh chị cười nào. Anh chị cười nhé. Rét quá rồi. Không phải một cái nữa. Chứ không qua nữa. Vâng. Cho make sure. Rồi. Là vì em lấy đủ chân đủ đầu mà. Anh chị cười nhé. Ừ. Một. Ba. Cái nữa đi. Chưa đâu. Chưa đi kêu bấm mạnh đâu. Nó vừa tách cái này. Kêu quá. Anh chị cười nhá. Bấm mạnh. Anh chị cười. Rồi. Okay. Rồi. Anh chị đứng ở chỗ hoa đẹp đẹp này. Cái chỗ hoa trắng này. Anh chụp xong rồi đấy à? Nhanh thế à? Mặt to lắm chị. To mới đẹp. Được. Thôi anh chị Xuân Thúy đứng đây em chụp cho kiểu này. Chị Xuân nhá, cái này nhặt. Ừ, để tí thôi. Đây chị. Đang ngồi đây xem. Vâng. Không em nhìn đi rồi.
Thế anh Điệp ra ăn tí này. Điệp ơi, nhà em lúc nào cũng có nhiều cái đĩa này mấy cái này. Ừ. Vì nhiều khi mình không thích được. Không còn đang làm gì. Cứ đoan nhiều một kiểu. Vâng. Cái vườn nhà cái cháu gì cái bịt kín vào đây tha hồ phải tha hồ chơi. Ừ. Chưa để mà nó hỏ ngày xưa vườn nhà em nó hỏ lắm rồi em bịt ra đấy trong rồng hoa rồng ghép em bảo con chi rồi mà rồng hoa hồng ấy rất đẹp. Cái mày mày mua đâu cái mày ok anh rẻ lắm. Em với chị Xuân thì chẳng bì được với ai đâu. Ừ. Khổ lắm, càng ngày càng lùi dài đi, càng bệnh nọ kia buồn lắm chị. Sáng ra dậy đã bảo không được.